Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Calumbil, một thương hiệu xe mà rất là nổi tiếng với những cái bác chơi xe lâu năm, cái thương hiệu mà nó có thể sánh ngang được với những cái thương hiệu lớn như là Czech hay là Peterwin hay là Edward đến từ châu Âu. Và mẫu xe Calumbil hiệu Mỹ mang cái model là Cap 8, khung nhôm nước sơn nguyên bản, xe trang bị bộ cấu hình rất là cao là Shimano 105, đùi đĩa trục rộng FSA thương hiệu của Mỹ, bánh 700c, khung nhôm nước sơn nguyên bản, xe màu đen xám tàn thuốc, có độ đẹp rất là cao, độ mới còn rất là tốt, trục tròn rất là đẹp. Đánh giá cá nhân thì thấy chiếc xe này nó có cái độ đẹp rất là tốt. Xe này còn rất là mới luôn, từ xích lip các bác nhìn thấy xích là còn nguyên bản nhá, còn rất là mới, chủ cũ họ đi cực kỳ là giữ gìn luôn. Chạy full một bộ chuyển động Shimano 105 và 5008, được trang bị đùi trục rỗng của FSA, thương hiệu phụ tùng rất là nổi tiếng của Mỹ, đi vòng khối lỗ Formosa RS 3.0. Đông thì chiếc xe đã được trang bị bộ tay lắp của Shimano 105 và ghi đông của Ford, đó là nguyên bản của Calumbil. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 52 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 52 cm. Thì chiếc xe nó có cái độ khung nó khá là cao, cho các bác từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m80 đi phù hợp. Rất là mượt mà, với 10 tầng lít và 2 tầng nữa. Hai xe có 20 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 18.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.